Một con rắn nè. Ôi chết. Ok ok. Hold up. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bố Bay và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình có một tựa game khá là cute muốn dành cho tất cả các bạn. Đó chính là Arigato Ninjensa. Ok, thì đây là một cái tựa game Nhật về chúng ta sẽ đi nhận nuôi một chú mèo hay là một chú chó. Nói chung là đi nhận nuôi động vật. Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Thì trước khi bắt đầu một video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì start. Nhìn cái đồ kiểu nhìn cái game nó cute sao sao á. Ok, konnichiwa. Welcome to the neighborhood. Ninjensan. Ninjensan thực ra là nó là một cái từ mà gọi là một cái loài gì đó, không phải loài người, thì nó kêu tụi con người là Ninjensan, có nghĩa là loài người tụi bay á. Ninjensan thì chữ sằng ở đây nó sẽ là kính ngữ đúng không? Thì chào buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối gì đó, ngày con người. Dịch ra Việt Nam nó nhìn nó phèn gì đâu á. Rồi, không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Watashi no name wa Tori-san desu. Anata wa... cái từ đó không biết rồi, thôi ta bỏ qua đi. Tên của tôi là Tori-san. Tori. Tên của tôi là Tori. Và tôi đến đây để... tôi phải đến đây để hỏi bạn một số cầu xin sự giúp đỡ. Không sao, không sao. Những con động vật ở trong cái thành phố này đều cần được yêu thương và... attention, có nghĩa là được chú ý, được vuốt ve, rồi cái kiểu con đà điểu á. Rồi, làm ơn hãy đi tìm họ và mang họ về để... nuôi cái kiểu con đà điểu không? Rồi, còn bây giờ thì cút găng vào cái... What the hell? Rồi, bây giờ là chúng... chúng ta đã thấy được một bé mèo đầu tiên. Con này nó mập quá ha. Nhưng mà cô te nhìn mặt nó kiểu không có quạo, không có cọc cằn gì á. Ok, tao sẽ nhận nuôi mày. Rồi, con mèo đầu tiên. Xin chào. Chắc hẳn đây là... ngài con người. Dịch ra tiếng Việt nó hơi phèn mọi người, nhưng mà dịch ra tiếng Nhật nó hay lắm, nghe tên nó sang lắm mọi người. Ok. Tên... My favorite thing is click. Click là gì ta? Chắc là được vuốt ve hay là được gì đó đó mọi người. Rồi ok. Rồi thử coi. Vuốt ve. What the fuck was that? What the fuck? Cái gì đây? Oni-chan. Ôi trời ơi. Cái what the hell gì đây? Không không, không vuốt ve kiểu này được. Sao mặt con mèo nó méo dữ vậy nè? What the... Ồ, cái này là nó bẹp lép luôn đó mọi người. Ok. Rồi rồi, đút ve xong rồi khi nào... À, ok, bây giờ đang lên nhiều trái tim lắm. Đút ve nhiều vô. Đút ve nhiều vô. Rồi sao nữa? Đút ve xong rồi. Ok, xong rồi. Tôi cảm thấy rất là sướng. Tôi cảm thấy rất là thoải mái. Rồi ok ok. Rồi rồi, nói chung là mấy con mèo nó cũng khó tính, nhưng mà mình chiều lòng được thì mình cũng vui. Arigato Ninjensan. Ok. Nếu bạn cần tôi giúp gì thì tôi luôn ở nói chung là tôi ở trước cửa, thì bạn cần tôi giúp gì thì bạn cứ kêu nha. Đôi con mèo nghe dễ thương không? Thế còn vuốt ve nó giờ nó trở thành bạn của mình rồi. Sao này mà trời của anh là ai? Vì giờ này trong trái tim em là anh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tiếp anh chàng một bây giờ chúng ta sẽ ra Coen, ra công viên Coen. Mà cái tiếng gì đâu nghe nó trong rừng nó rùng rợn ha. Một con rắn nè. Ôi chết. Hi there, my name is Happy-san. Con này là con rắn. Ok. If you could please release me in my body. What? Không, 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 mình không nên dũi. Mình không... What the... What the... Ok, ok. Con rắn mà cũng muốn được giúp dê. Ok, coi còn cách nào. Ở này là chết luôn rồi đó. Mình vuốt ve nó kiểu này là nó chết luôn rồi đó mọi người. Ok. Ok, chúng ta sẽ vuốt ve đi ha. Vuốt ve con rắn một tí. Đấy, bây giờ mình sẽ vuốt từ đầu. So, yes. So, so no. Nói chung là nó thoải mái rồi. I'm loose and noodle. Nó nói nó nhìn nó giống như là cọng mì không đâu. Mày nhìn giống như là cái củ gì đấy. Cái
cái gì đấy chứ cộng mì không có bự như mày đâu. I should visit you more often. À, nó nói là nó sẽ tới thăm mình nếu mà rảnh. Rồi ok, thoải mái đi. Mình nuôi động chơi game mà nuôi động vật gì chả được. Chứ ngoài đời gắn tới nhà mình chết má chuyển nhà mẹ cho rồi đi. Arigato ninggen-san. Ok, bắt đầu vô lấy lòng tất cả các con động vật, sau đó mình sẽ vô gần ở mà chú tể mùa thú su kèo luôn. Và tới con thỏ này. Bây giờ bắt đầu vuốt ve con thỏ này. Tôi tên là Usari. Usari chắc là thỏ. Tại vì mình nghĩ là những con động vật ở đây họ không đặt tên riêng, không có đặc biệt danh, mà họ lấy cái chữ tiếng Nhật của tên con đó luôn. Ok. Họ để chữ san vô thôi. Nên là chắc là ok. Usari-san te imasu. Ok, tôi muốn được lăn và switch là. Tôi muốn được cuộn tròn hay là lăn gì đó như là một trái banh trên đường. Ok, để tao giúp mày nha. Mình cái game này mình toàn đi vuốt ve động vật thôi, để đi lấy lòng thôi. Ôi cái này nhìn nó giống như là một bức animation à. Đó. Ok, cố gắng vuốt ve. Không, bây giờ làm cách nào để cho nó thành trái banh đây? Mày mập quá, lăn mày không nổi luôn ấy. Đây, giờ tao sẽ cho mày thành trái banh. Đây, trái banh. Ôi nhìn nó giống như trái trứng hơn là trái banh đó mọi người. Ok, rồi vuốt ve tí đi mọi người. Game này nó nhẹ nhàng lắm. Nói chung là mình sẽ gặp được những con động vật. Rồi mình vô mình ngồi mình tấu hài. Bạn đã nhận. You release the street in my body. Ok, nó đã an tâm rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã vuốt ve được tổng cộng là 1, 2, 3 con động vật rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Chúng ta sẽ kiếm doggy. Ồ, cái này là đi công viên này. Qua khỏi công viên là tới lên thành phố. Machi. Con chó gì đâu mà nhìn như con heo vậy trời. Ôi có Risu là con sóc mọi người. Ok, bây giờ chó là loài dễ vuốt ve nhất, thoải mái đi. Hello, where are you looking me? Ờ đúng rồi, tôi đang tìm bạn đó, tao đang tìm mày đó. Tại sao lại sủa tiếng chó trời? Hay. Dạ. Tên của con là Inu. Ok, con không thể làm được mấy cái trò mà hả? Mấy cái trò mà được loài người dạy như là những con chó khác. Đúng rồi, chó ngoài đường sao được dạy. Chỉ có chó nuôi trong nhà mới cho nó kiểu đi hai chân hay là làm cái kiểu qua đà điểu thôi. Rồi, but I can do something special. Nhưng con có thể làm vài điều đặc biệt. Làm ơn chơi với con đi. Ok. Ôi, con này giống con heo nè mọi người. Rồi, cái gì đây? What the hell? Má nhìn kinh dị vậy. Nhạc nghe cute đó. Ok. Ui, cái gì đấy? Trời đất ơi, con chó đây sao? Thôi vuốt ve nhẹ nhàng thôi mọi người. Cái này nó không cho vuốt ve rồi. Thôi vuốt cái đuôi nó. Vuốt cái đuôi là cái mông với lại cái chân nó chạy ra luôn. Ok. Ui má, nhìn con chó quái thai vậy. Ok, vuốt ve đó. Rồi, chắc là xong con sóc rồi. Lát ra hình tượng con sóc là thôi. Wow, rất là vui. Ok, mày vui chứ tao không vui. Thấy mày như cái con gì vậy. Không ai chưa... cái game này đôi khi mà mình kiểu cũng buồn á mọi người. Những con vật này kiểu không được chăm sóc. Những con vật này kiểu không được nhận nuôi. Mình tới đây mình là nhân danh chú tể muôn thú. Mình nuôi, mang tụi nó về nuôi. Chắc là cái này cũng là câu chuyện buồn. Nó cũng mấy con chó, mấy con động vật đồ, nó cũng ngoài chảy lòng kiểu cháu không, con không được ai nuôi, con là mấy con chó ngoan đầu đường chó chợ, không ai chơi với con cả, nghe cũng khóc luôn các bạn ơi. Nó nói với mình á, con chó này nó nói mình là my favorite, có nghĩa là mình là bạn thân nhất của nó. Má buồn. Cho nên là những bạn nào á ở đây thì gần đây thì ở Việt Nam có nhiều cái tranh luận không, cũng nhiều luồng thông tin thì một số người thì thích ăn thịt chó, một số người thì phản đối việc ăn thịt chó, thì mình là người đứng giữa, mình rất là ghét việc ăn thịt chó nhưng mình không thể cản họ được. Cái đó là sự thật các bạn à. Nếu các bạn cấm được người ta ăn thịt chó thì người ta không, nếu mà các bạn không muốn người ta ăn thịt chó thì các bạn cũng không nên ăn thịt heo, bò, cừu, gà. Cái đó là cái suy nghĩ của những người mà ăn thịt chó. Còn
Mình là người thích nuôi chó các bạn. Nếu mà các bạn có xem trên Facebook cá nhân của mình thì toàn một loạt xuống là mình share ảnh mấy con đó ke nó vui, nó quậy, nó phá. Thì mình là người ở giữa, là mình rất là yêu thương chó luôn. Thì mình cũng là người phản đối ăn thịt chó. Nhưng chúng ta phải gọi là suy nghĩ kiểu sòng phẳng, thực tế tí. Nếu mày phản đối việc ăn thịt chó, mày cũng không nên ăn thịt gà, bò, heo. Nên là thôi, cái đó cho qua đi. Cái đó là nãy giờ mình ngồi mình tâm sự trải lòng thôi. Rồi, nói chung là chó là loài động vật mà chắc là cũng là loài động vật thân nhất của con người. Mà nghe chơi game này xong nhạc nó, mấy cái nhạc của nó kiểu má nó buồn phải đi. Arigato ninen-san. Ok, vậy là chúng ta đã lại nhận nuôi thêm một chú chó về nhà. Nói chung là về đây. Giờ đi về coi nhà mình nuôi được bao nhiêu con rồi. Chắc là xong rồi đó. Mình nghĩ là có thể là game này chắc tới đây thôi đấy. Đừng nói là kêu tôi đi tiếp để... Ok, giờ nhà nhiều rồi. Bạn đã làm được. Tôi chưa bao giờ nghĩ là chúng ta sẽ tụ họp hả? Lại cảm ơn tất cả những gì mà ngài đã làm. Arigato ninen-san. Ok, vậy là game của chúng ta đã xong rồi. Thì đây là một cái tựa game mà mình cũng cảm thấy chơi xong thì nó cũng không có giúp mình. Nó giúp mình vui hơn một tí. Rồi yêu thương động vật hơn tí, nhiều cái suy nghĩ tích cực hơn tí. Thì game này cũng vui. Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.